VIP dẫn đầu xu thế thẻ.
mọi người yêu mến các mascot muốn tận hưởng âm thanh live cũng như những màn trình diễn sống động và đẹp nhất, hãy nhanh tay mua vé để đến với The Masked Singer All Star Concert. Top 3 The Masked Singer Việt Nam sẽ được mở mặt nạ. Những giọng ca khủng nhất sẽ cùng nhau đứng trên một sân khấu. Tất cả sẽ được diễn ra chỉ một đêm duy nhất tại The Masked Singer Việt Nam All Star Concert vào ngày 19 tháng 11 năm 2022 tại sân vận động Phú Thọ. Địa chỉ: cổng số 1, 219 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 11. Cổng số 2, số 2, số 4 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11. Mua vé ngay hôm nay tại vshop.vn.